Hello mọi người, hiện tại thì hai vợ chồng Kiệt có một chuyến đi chơi ở dưới Sóc Trăng nha mọi người. Nói chung là xuống nhà của ông anh đó, thì giờ hai vợ chồng chuẩn bị đi mọi người, soạn đồ đi. Bữa nay có gì đi, có gì hay ho mình quay lại cho mọi người xem ha. Dạ, hai vợ chồng soạn đồ đi, ở chơi bữa hai bữa, mười hai ba bữa mọi người. Xuống dưới có gì hay mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Nó đóng cửa nha, chùa phá, thấy chùa phá kia đi. Đi đâu? Như bỏ mình chỗ bông hay đó. Giờ mình đi xe, bây giờ là khuya rồi nha mọi người. Bây giờ là 11 giờ mấy rồi quá. Đi xuống Sóc Trăng ở Vĩnh Châu 11 giờ 10 rồi. Xuống dưới chắc cũng khoảng 5 tiếng đồng hồ, 5 tiếng hơn mọi người. Xuống dưới chắc cũng sáng luôn. Đó. Đủ rồi chưa? Cái vỏ rượu kìa. Tại vì ở dưới có nhiều cái để mình quay cho mọi người xem á mọi người, nên mình quyết định là đi quay cho mọi người xem. Rồi tắt đi. Ok, bye mọi người nha, có gì tới chỗ mình quay nha mọi người. Xin chào mọi người, sau 7749 tiếng đồng hồ thì hiện tại thì mình đang ở dưới Sóc Trăng nha mọi người. Đó. Đang ở nhà của ông anh nha mọi người. Đây cũng có rất nhiều cái để mình quay đó ta. Để mình đi vòng vòng quay cho mọi người xem ha. Cái đợt lúc trước mà Kiệt có quay clip đi quýnh pizza đó là nó với câu bộ đó mọi người. Nó quýnh như cái này nè. Ê, cái này người ta thả nước vô nè Kiệt. Cái gì? Cái này người ta thả. Ôi cái keo. Quá trời trái luôn. Cái đóng này lại nè. Chi vậy? Thì đóng lại xong bắt đầu cái nuôi thiên nhiên trong đó rồi mốt cầu người ta xả nước ra, nước cạn nó xả ra người ta bắt mấy con cá con này con kia đâu đó. Nè nước này ta đang lấy nước luôn nè. Xong người ta đậy lại đúng không? Ôi keo quá là trái luôn mà má ơi. Học hay vậy? Tại những gì đâu có lấy được cái cây này luôn nữa chứ. Dạ, ta lấy sẵn cho nên học à. Mình xin thiệu mọi người con game đó là iWin đến từ nước ngoài, cực kỳ uy tín luôn. Con game này có rất nhiều sự kiện luôn, có sự kiện gì mới sẽ nằm ở phần thông báo này mọi người. Đó. Còn hiện tại thì đây mình có sự kiện ngày đó là báo danh, thì mỗi ngày mà vào đây báo danh thì các bạn sẽ được nhận tiền nha. Phần chung chia sẻ này mình chia sẻ lên Facebook thì các bạn sẽ được nhận ngay 3.000 đồng. Đó. Còn ngoài màn hình chính nó sẽ có rất nhiều sự kiện như là VIP club đồ này mọi người. Nói cái này chơi nhiều thì các bạn sẽ được lên VIP thôi. Đó. Và sự kiện vòng quay. Đó, rất nhiều vòng quay. Để các bạn tích lũy điểm, như nào đủ điểm mình quay những cái vòng quay này sẽ trúng thưởng nha. Còn phần nạp tiền thì đây mình có thể nạp qua rất nhiều cổng, thẻ cào, MoPay, ZaloPay, ViettelPay, QR Banking, iBanking, nạp VIP, nạp nhanh, nói chung rất nhiều cổng nạp. Đặc biệt là nạp siêu tốc luôn, 24/7 luôn trong vòng 30 giây thôi. Còn phần đổi thưởng thì các bạn chỉ cần nhập số tiền cần đổi vào, nhập số tài khoản vào, nói chung là bạn nhắn rút tiền rút được thôi, nói chung là khá đơn giản. Đó, bây giờ thử vào ông trò để thử cho người xem luôn ha. Đây mình thử vào mini game Subo đi. Trò này chủ yếu các bạn chọn trên dưới thôi. Giờ mình thử cái 200 10 mình chọn dưới nè. 8 mình chọn dưới tiếp tục. Đó, mình thắng 2 lần rồi mình nhận nha mọi người. Đó. Ngoài màn hình chính nó thì sẽ có rất là nhiều trò, mình thích trò nào thì mình vào cái đó mình thử nha mọi người. Thì link tải có để phần mô tả nha. Ok, cảm ơn mọi người. Bên dưới đây là đang Tết nha mọi người. Tết của người Khmer á mọi người. Tết chơi năm thơ mây. Cái gì? Chơi năm thơ mây. Ta đọc tiếng Việt thì thôi chứ tiếng Khmer biết đọc sao. Cái thế hơi gì cả. Ủa. Vậy cũng không hái sao mà hái được luôn á, nhìn ngoài quá trời luôn ha. Ừ, ở ngoài nhìn vô quá trời luôn á. Kè hiếu. Keo kìa. Đá kè đâu có gai đâu ta. Già quá rụng ra. Chứ mình có gai mà phải không? Ngon không? Ngọt không? Ngọt. Ngọt, chắc chắn. Quá ngọt. Bị người ta nữa. Thử. Mới ăn rồi đây. Nè mẹ thử coi. Ngon mà chát. Thiệt không? Mập nữa, mập ú à. Ừ. Đây mà mọi người trái này miếng này nha mọi người. Nên mình đi quay một cái vlog hơi khá là dài á. Giờ nhiều người đâu biết cái này đâu. Nhưng Bi vậy. Bi biết này không Bi? Biết thử. Đâu con biết gì đâu. Lần đầu tiên ăn luôn. Ừ. Cái này ngọt mà. Ngọt. Ngọt. Nhưng mà thiệt không chơi á. Ngọt quá mọi người. Tùy cây nha, có cây ngọt, cây chát nha.
Rồi thấy bi rồi. Nhưng mà cái cây này thấy mấy gần rồi. Cái cây này không có gai nè. Có không? Trên cái nhánh nhỏ mới có gai không? Cái này leo lên bình thường luôn á. Nó giúp phèn. Mình thấy cảnh dưới đây, dưới đây mình đi sinh tồn mà hết nói luôn. Đi dẫn người hái trái bằng ngõi mọi người. Dây bằng ngõi rất là nhiều. Đâu? Kìa Calaman đấy. Cắn cắn được ớt vậy. Cái bận ổi. Ổi có trái kìa. Có mà lúc này bông không ạ? Kìa, cái trái bự kìa không? Mình quay với đó rồi tiền. Đó mày nghe vô kìa. Thì bắt ớt hay bắt rắn? Đâu? Bắt hai con được không? Không thấy con rắn hết đâu. Trong bụi. Nghe không thấy con đấy hả? Cái gì vậy? Trắng kiểu ấy đó. Hai gì vậy? Đấy, hai kia hả? Lại nghĩ ai cho người ta ai? Thấy cho người ta không? Cho anh chị thằng cái gì thằng Nghĩa phải không? Dạ Nghĩa. Tỉnh. Thế luôn. Cái bằng này rất là ngon nha mọi người. Đúng rồi. Nó giống như trái ổi mà nó ít chét hơn mấy trái bằng thường ha. Cái bằng kia ổi. Diêu. À quá trời bông luôn. Cái bằng kia ăn đâu ngon, bằng kia nó chét lắm. Trái đó cũng chưa bự dữ kìa trên kia kìa, trái ngon. Nè. Hai trái luôn mình. Bụi quá. Mình hái cho mọi người coi trái bằng ổi. Nó như mình là lúc trước chỉ có cái bằng kia thôi. Ôi, bồi. Đó, bằng kia chua. Bé đi. Mẹ cua lắm nha. Ê, cua lắm nha. Trai này đó chị không hái. Đâu? Đâu á? Nguyên chậm luôn. Mẹ. Thế nào? Trời ơi, cái này. Cây luôn. Chuyện rất luôn á. Ủa sao kỳ vậy? Giòn dữ ta? Giòn sao đâu? Nè mọi người, trái này là cái bằng này nó trọt, trái bị sâu rồi. Nè bị sâu đúng rồi. Bằng cái bằng ổi trái nào cũng bị sâu á. Nè bị sâu rồi nha. Tầng nhà. Cái này bị sâu rồi. Nè bên đây cá đóm nè. Bên đây cá. Mình nhậu mình được cay rồi hết nói luôn. Ui, cái một cái. Nhảy luôn. Đấy cái ổ kìa anh cầm. Cái ổ kìa. Để chút qua bả nãy. Nãy mẹ mới chỉ bả đó. Mà cái này không có nhiều mà cái kia ha. Tao có thấy còn ấy vậy. Cái luôn các bạn. Cái luôn. Nó dạo quá nó. Cái luôn. Cái này thấy nó hơi tiếp. Hôm nay mình sẽ đi hai lần. Giống như cái lá thằng nhũ cái phát hiện được cái đó. Bạn nó trùng luôn. Nó hết rồi. Quá luôn giống như đó đây có một cây ai đốm người ta nó có cây gòn bự quá ha đây cái mấy người xong làm gì đây đấy một cái vàng kiếm không vậy nhưng mà dám cây vậy mà không kiếm một cái vàng Nè Bi. Ơi. Không biết phủi hết rồi. Vậy là mình biết cảm giác hôm bữa thằng Phát nó bị cắn làm sao rồi. Hôm bữa em chơi bỏ ống ngàn vô quần. Lại lắc rồi nó nhảy. Chửi qua chửi luôn. Đợi đưa đang mở chân kìa. Chứ mình giờ không còn luôn nó chết. Vô quá. Cái này không bị sâu ta. Kiến không bốn cái tay. Cây mà thường có kiến là không có sâu á. Còn đó cũng có cây mà chỉ bằng kiến đây có anh hái keo kìa. Keo đây ngọt mà. Cái luôn cái gì? Nó nào lọt đây không? Nè. Dùm. Bán tỷ luôn nè. Chát hả? Cây này chát rồi. Chát rồi. Cây nãy cây bên kia ngọt ngay luôn. Em thử con trái mọi người. Cái này dễ hái nè. Nó bung luôn nè. Cây chát cây ngọt hả? Thường cái này chát rồi.
Trời ơi, có dùi nữa nè. Cái cây này chát hơn cây nãy. Ừ. Nè, ngọt ngọt. Nè, trái bự nè tiền. Trên đầu nè, nguyên trái bùm bùm. Cái cây nãy ngọt ngay à. Quá trái luôn mọi người. Nhưng mà cây này nó chát hơn cây nãy. Ngọt quá chát mà. Cây nè, xem nè. Nhìn thấy nó mập hơn cái trái nãy luôn á. Nhưng mà nó chát. À, nuốt vô không được luôn, nuốt được. Cây này nó ngọt. Nè, nữa nè. Má ăn vô ngọt liền luôn. Mẹ rồi. Mẹ mà kêu hái à, giờ chắc cô bỏ bịch đem về làm kỷ niệm. Cái gì chứ? Quá luôn nè. Ôi. Rất quá. Hello. Đây còn hello bao nhiêu lần rồi? Không biết nữa. Ấy da. Kiến hay gì vậy? Sao có cái gì thùng luôn kìa, cái hộp sẵn luôn kìa kìa. Báo có cái hộp kìa. Đây là mình dẫn mọi người đi hái me, cái này me Thái nha mọi người. Sống hả tiền? Sống à. Sống nó mới còn, chín chắc không còn. Tới mình lắm, chắc tới mình lắm. Dù mình kiếm cái trái nào mà nó, mé này nè, mình có trái nè tiền. Thử một trái vô tiền, thử một trái mới được. Ăn cũng chua nữa. Anh sẽ hái về một trái. Ê, chín rồi á. Thử. Đâu review cho mọi người coi coi ngọt không? Ừ. Đó là me Thái này nha mọi người. Chỉ có ở Sóc Trăng mới có thôi. Ừ. Ngọt ngay luôn. Ừ, giống người Thái hả? Sóc Trăng thì mới có. Ừ, ngọt không? Ngọt ngay luôn không? Chín rồi Vy. Ngọt. Ngọt. Cái này chín rồi cô Tuyền. Dạ. Thì đó, đi sao? Đi sao trái? Ủa, phải không? Tại mẹ hay mẹ trái cũng. Mày nhỏ mẹ vậy lắm. Kìa, cái mẹ nó cạo, nó cạo nát cái mẹ nó thầm á. Em ăn đi. Cũng mẹ Vy, ăn thử Vy. À, đây là cái thủ tục của mấy mẹ mình trước khi đi chơi đâu đó chơi nha mọi người. Ê, đây đây đây. Món sáng. Món này mình hái sáng giờ bằng chấm mắm sống. Còn món nữa. Món này dưới Sóc Trăng mới có. Cái này là gỏi gì mình chưa ăn lần nào. Tôm khô, gỏi tôm khô. Con này chuột, chuột roti. Con này chuột chiên, con này heo quay. Còn món gì? Để ngày mai ngày mốt đi mình đi vòng vòng quanh quay nữa mọi người xem. Bây giờ mời mọi người nhập tiền nha. Nè, ta chưa hết nuốt nữa luôn rồi. Chưa luôn á, chờ nãy giờ luôn á. Đợi rồi sao? Anh đi mà giao, đi mà giao. Cái gì vậy? Tự nhiên giờ đi mà giao để ăn nhậu cho thôi đuổi về chứ tự nhiên đi mà giao. Đứng được về làm gì đó. Rồi đây cái món mà mọi người. Nó này uống chuột ở trên chuột cầm nha. Cầm nhum, cầm nhum. Cha vợ của anh Cần đi đặt. Gấp đôi, gấp đôi. Một món này là cõi xa trùng vô. Mẹ vợ của anh Trần làm luôn. Món này của nó là của người ta bán. Cái này là chiếu bữa nay là mình nhậu giải trí sương sương đừng mấy ngày tới mình đi chỗ khác. Rồi, đâu có bà hai em với anh vậy? Ra đủ luôn mình luôn. Ở bi này bi gì là ai ta? Bi Việt Nam. Bi Việt Nam. Quá. Ta. Ủa bên Việt Nam là ai? Đi mà giao rồi. Có giờ luôn quá rồi. Đừng có ai đây em nhanh cút luôn. Luôn lại có hơi quấy không? Tại đi. Ta đến sáu. Sáng giờ cũng không trễ dữ rồi, giờ này cũng trễ chứ. Đi. Thấy hơi trễ rồi đó. Để mời mọi người miếng bần cái mọi người. Ủa bần đâu ta không thấy ta. Đó. Mình khoái món này lắm. Đây là bằng ổi mọi người. Cá này ổi nè. Cá này chúng ta bánh này không còn mắm dưới. Bằng ổi chua lắm. Cái bần. Kẹp miếng mắm vô ha. Đây mọi người. Đó, mọi người miếng bần nha. Đó, miếng lớn vô. Quá đã. Chúc kết. Nhưng mà thở miếng chuột không nha anh Trần. Chưa đâu, chưa đâu. Mọi người miếng bắp kèn nha mọi người. Bắp kèn. Gào. Bắp kèn đúng đúng. Bắp kèn đúng 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 đúng.
chuột đây ngon nè. Chuột đây dưới ăn gì ta? Đây dạ. Rồi mẹ vô nhậu luôn. Đúng rồi. Mẹ vô nhậu luôn nè. Heo quay hay là heo kia vậy? Heo quay. Đó, ông bị vụ lần tính sợ đó. Này đặc sản gì anh Cầm? Mới mua không? Heo quay này đặc sản gì? Phúc bán lầu. Thịt chuột này ngon lắm mọi người, phúc bán lầu. Mà tiếng không có thịt chuột cá anh coi. À, tối hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi chùa ở của chùa của người Khmer ở Sóc Trăng nha mọi người. Chùa Khmer của người Khmer. Tao cũng người cơ nhưng mà tao người cơ rong. Hiện tại mình đang ở dưới Vĩnh Châu nha mọi người. Còn đây là bữa nay là cái không khí Tết ở của người Khmer ở dưới thị xã Vĩnh Châu nha mọi người. Đó mọi người thấy cái chùa đẹp không? Giờ mình vô trong mình chơi đi. Có gì hay ho không? Chùa này là không có ăn chay nha mọi người, chùa này ăn mặn nha mọi người. Chùa này là chùa Nam Tông đi. Ở đây người ta bán đồ ăn quá trời luôn. Cũng là đầu vô đây mọi người. Mình đi tham quan cho vui thôi chứ mình cũng không có biết gì những cái phong tục của người Khmer như thế nào mọi người. Quay cho mọi người xem thôi chứ mình cũng không biết nữa. Đó. Ở đằng đó có ca nhạc nữa mọi người. Chùa ở đây mình thấy xây rất là đẹp đó mọi người, kiểu như nó thay theo kiểu như bên Campuchia đó mọi người. Ở đây ta bán đồ ăn cũng nhiều lắm mọi người. Đây là không phải chùa ăn chay nha mọi người, chùa ở đây người ta ăn mặn nha mọi người. Có tượng Phật nằm. Wow, đẹp quá mọi người. Em nói này tức tớp là lại chỗ bỏ đậu cái á. Cái đó là đặc mình này không hiểu gì hết mọi người. Giờ là nhậu xỉn rồi ngủ luôn rồi mọi người. Giờ mình đi với mấy anh em đây thôi.
đường giữa thẳng lên được mà. Anh ngồi đây hả? Anh đi đâu? Đi lên cảnh đúng không? Chứ đây đâu thấy đâu. Đi. À, quan trọng có chỗ ngồi không á? Đi thẳng lên cảnh. Đây 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 đây. Đông quá mọi người. Nói chung là lần đầu tiên mà đi bữa tối mọi người, lúc trước mình có về đây mình đi một lần rồi, nhưng mà đi buổi sáng buổi trưa mọi người không có đông. Bữa tối không ngờ đông ghê luôn. Ở đây thì nó bán đồ ăn rất là nhiều đó mọi người thấy không? Ở trên đó người ta đang biểu diễn hát nha mọi người, nhưng mà mình cũng không hiểu gì luôn. Nói chung là không hiểu. Mình lên mình ngồi coi ca nhạc nha mọi người. Sao đông quá? Chương trình ca nhạc. Ok mọi người, hiện tại thì mình chuẩn bị đi vô đồng. Vô mấy cái đồng đi bằng ghe nha mọi người hả? Đi vô đồng vô chổng bắt cá, bắt này bắt kia cho mọi người. Đi bắn đường đá nữa mọi người. Đó, thủ thi đường đá nè. Đó, vô chổng bắt cá. Không biết có tôm không? Mình vô mấy cái vùng tôm mọi người. Không biết ngay mùa tôm không? Hello. Bữa nào con cũng hello vậy? Đúng vậy. Chúng mình đi vô lãi vô chổng nha mọi người. Nó chạy mấy chiếc này nè mọi người. Nắng quá nắng mọi người. Bây giờ mình bắt đầu đi vô vô chổng. Tao thấy con mỏ đầu lên tao bắn con đó. Dịch là 500 triệu à. Bây giờ là mình về bắt gà này. Nó gì dở quá. Nhậu bắt con gà mà ngăn nha mọi người. Ôi đâu cũng gặp con hello hết bây ơi. Hello hết clip luôn. Con gà vừa bắt được vừa bắn được không? Bắn cung trúng đó còn đó không? Đó,
đây mát thiệt rồi. Chứ giờ này với mình là không có ở trong nhà nổi luôn mọi người. Nóng. Thêm luôn. Wow, mãi chứ xài này. Con hái nó xài được không bác? Con hái nó xài được không? Trái nào được, trái nào không được hay sao? Thôi con bác, bự hả? Ồ, trái này cao quá. Ngay mấy cái xài ăn. Chạy văng lưới nha mọi người. Mấy anh em mình sẽ đi văng lưới nha mọi người. Cá, ở đây con bị quá bự à. Có thằng ná này hả? Hồi nãy con còn như con vẹt ở chỗ này nè. Làm lội xuống thằng văn nha, phụ anh hai nha mọi người. Ây da, nóng quá. Chắc tao cũng phải lội xuống quá. Lội này đứng đây nè anh Trần, có mát. Đi xuống đây tao cũng lội xuống à. Nhanh đi. Đứng đây nóng quá. Ôi cạn mưa. Ây da, ây da. Ây da. Cái cá quá trời luôn nè. Đây sao nhiều rong dữ ta? Nè. Cái rong mình nuôi cá không ta? Nuôi cá chết luôn. Kỹ. Mày chừng nào mình đi gỡ nè. Nhanh lắm. Đi đuổi nè. Má ướt điện thoại mày. Cá con quá trời kìa. Ủa nhớ hả em với anh hai văn này là ấy liền mà anh hai? Thấy cá nhiều. Đuổi cá cái nó lại dính liền với vậy. Mà chỗ này hôm nay có ba có văn chưa? Chút mà dính mấy con cá về đem lên nướng. Má thiếu bia. Nướng đây trong gieo. Nhăn ngang vậy luôn á anh hai. Giờ lên trên trở với người đầu đuổi cá chạy ngay là dính à, là lụm mà lụm bình xịt. Nặng quá. Đi tụt quần phải không? Tụt quần. Mình đi vòng vòng mình đuổi cho cá lại chỗ cây lưới vàng là lụm. Nhưng này cá lóc nhiều lắm. Tại vì cha của anh hai á là cha vợ của anh Trần cho mọi người nói thì cá lóc nhiều lắm mà tối mới bắt được, còn cái nhà nó chui hang hết rồi, trốn hết rồi. Biết giờ lấy cái gì bạn này cũng khác không? Cái gì? Nắng quỳnh hàng lâu hàng đúng rồi. Chỗ nào dính cá? Ôi này nó vụt ra luôn rồi, chứ nãy nó thấy nó quần quận mất tiêu rồi. Dính rồi. Dính con chim mà. Để đây. Gì ghê vậy? Nhân lưới dính con chim. Lại vậy. Con chim gì? Sao nó lặn được? Cà phê, cà phê. Điệp vậy? Mới thấy dính con chim mọi người. Nó lót. Chắc con quất á, em gần ai cũng nổi nó á. Nó lặn dữ lắm. Chứ trọng quẩy phụ đi anh Trần. Lưới này cũng tới giáo. Trời ơi, mất con chim uổng quá.
nè 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 dính lên nè dính nè. Ủa luôn chảo tiêu luôn rồi, chuột luôn rồi. Con còn lội đây chảo tiêu luôn rồi. Cái này hết lưới rồi mà. Mình cầm chỗ này lại cho nó không giục nữa. Cái lưới này ngắn quá. Đây mình đang tắm hồ bơi nhân tạo. Ơi, mọi người. Nước trong lắm. Con nhảy đây. Con bị nhảy nè. Đâu có sâu đâu. Con nhảy ra giữa nè. Nè, con nhảy nè. Con hùng giò á. Cái lùn nó nhảy sao không được đâu. Đâu ra cái. Lùn mèo á, lùn mèo á. Bơi nhảy á. Thế mà không được. Sao lắm. 3 mét. Vậy đâu có nước nữa vậy. Giờ mình sẽ đi chở cá nha mọi người. Em thấy cái chòi, ủa cái chài. Chài cá luôn. Nè anh cầm cầm mày, anh cầm. Cầm cái vỏ mày không? Bỏ cá vô. Má là rồi tối đi chắc nhiều con lắm. Tối đi là cá lóc thì bảo đảm hết đó cá lóc. Tối rồi mình đi bằng đi bội luôn hả? Tội gì nó cá lóc nó nằm mé mé gì nó lên á. Nó không chạy rồi ta. Mình chạy chỗ trống thì chắc có á. Nó xui à. Thấy nó chạy. Chài cá dính chim kỳ lắm nha. Hình này chụp cũng chữ O gì kỳ nha. Chữ sâu quá. Nước còn mé mé nè này. Chắc không có con gì quá. Có rồi. Gì? Đi gỡ cá đi. Một vài con nha. Đó. Cá rô cũng có phi vậy. Cá phi không mọi người. Nhiều lắm. Thôi. Quá trời cá phi luôn. Cá đóng. Con để chút vô. Cá này nó ăn khác cá mình. Sao không ngon bằng hả? Ngon hơn cái mình. Cái mình ăn kỳ lắm. Cứng hơn hả? Như vậy nó béo béo sao á. Cá phi biển hả? Cá rô phi biển. Cá này nước mặn nha mọi người. Mặn ngon hơn nước cá trên mình. Con cá này nó cũng đen hơn nữa ta. Xanh luôn. Xanh, xanh đen luôn. Cái này lấy gươm lại đốt đó, rồi chấm với ớt á. Ừ. Thì tích vậy mà. Điện Hiếu kêu đem thùng bia vô nó không đem hả? Chết luôn chứ. Kêu hồi kêu anh đi anh rước nó cái kêu nó mua thùng bia anh hai. Nó vô không? Vô vô có kêu nó. Ủa. Nữa nè mọi người. Hồi đến con nè. Quá trời luôn, cái cảnh này có bàn tay không rồi chứ không có con nào bự. Vì dù mà mình này ăn ngọt. Xương. Thế là hết phải không? Vậy đó mới khởi đầu đó. Nhưng mà nó nhỏ nhưng mà nó cũng ốm phải không? Ừ. Ông đỡ thì đỡ luôn hả? Để văng nữa. Như có chỗ đó dính ngầu ngay gì á.
lại con nè, hay sao, tại sao nay có con rồi nay? Này có con nè nay. Có. Mình thấy mới cái đầu lên. Cái tẩm mất tiêu. Con này mới dính này gì nè. Còn tươi quá. Hai con nữa. Này canh chua có ngon nè. Con cái này canh chua nè, canh chua bắp chuối á. Canh chua nấu với mẹ. Canh chua lá mè mới ngon. Mấy con? Mấy con. Được, nhiều nhiều rồi. Không? Ừ. Anh cặp cái lưới lại coi chừng nó phóng ra ngoài á. Dạ cái lưới lại này. Cá lóc nè. Nó thấy cái lưng nó không? Ừ. Thấy nước đục đục. Nó tung mình còn đường mình. Nó. Rồi ừ. Sao? Rồi sao? Nói rồi. Nó tung dữ lắm. Nãy giờ mình đi quậy á anh Cận. Ừ. Nó chung ra ngoài rồi. Cá gì em ăn rồi. Không mà được rồi. Trời không. Cá lóc hay lắm. Má uổng không? Anh đi vòng vòng đây có nữa. Nãy anh quậy đục đục á, chung vô đó mà. Rồi. Ban đêm á. Ban đêm á. Thiệt nọc. Nãy thấy tay anh Cận tưởng cá lóc nó nhảy lên bờ anh xàm thiệt chứ. Ủa cá lóc nướng cho tôi. Cho nó đục đục á mới có. Bây giờ tụi mình sẽ giải quyết cái đống cá này nha mọi người. Đó, đi vô vuông mà đi đâu vậy? Để cái thùng bia làm gì trời? Ủa tôi. Giờ tụi mình sẽ nướng cá, mấy con cá này lưới nha mọi người. Anh để lại luôn anh khỏi khỏi sỏ. Để đâu? Để lên rơm luôn. Được. Được. Anh tải rơm ra. Em nướng hoài. Anh tải rơm ra lớp xong rồi để cá lên nướng như chan nướng chim nha. Trời nó chín không đều. Chín chút mình trở nữa mà. Mình làm hai nướng hai lần nữa. Được mấy con. Nhiều mà. Trang mưa không có chanh rồi. Có mùa nãy có chanh mà. Mùa đâu? Nãy mới hái mấy trái chanh, hai mấy chanh trống mà. Vậy Vương đã bè ra. Đầy rồi. Đầy rồi, cái thằng không được. Để chị phải bớt người ra.
Mấy con? Ba con hả? Dầm nướng nha mọi người. Ngồi đi nhậu thì nó bao mát luôn. Chắc là không mát đâu. Chú Kỳ sẽ nói mình hello hoài nữa nha. Hello các bạn hả? Hello các bạn nữa nha. Sáng giờ nó ngồi nó câu được con cá rô phe nãy giờ cũng đi phe từ trong chòi ở đây luôn. Nhiều ghê luôn á. Không, một con luôn hả? Một con một. Thế hả? Sao vậy mọi người? Mồi quá trời, nhờ phải đợi nướng cá nữa. Mới qua đây hay biết cái má tiếp qua vậy nữa. Sao chị quen đây nữa mà. Đi chưa cho. Cái đâu à thằng Tâm. Điều này quá đẹp mọi người. Mình bữa nay mình uống ba lâu rồi nha, mình uống nó nào không uống nhiều nha. Uống nhiều sợ sẩn nằm ngủ rồi ối lung la nó mệt lắm. Trời ơi. Ghê có chỗ nè. Ghê vậy. Bẻ luôn đi. Hồi qua mọi người, hồi qua ăn tiền á mọi người, nó nhậu rồi nó ngủ. Ủa nhậu nó ngủ chứ nó nhậu cho ngủ trời. Con bên kia nữa, con xéo xéo. Không lấy nhậu cho ngủ. Hẹn đi ra chùa chơi, lúc mà đi ra chùa chơi là chỉ có một mình kiệt là quay thôi mà mọi người đấy coi. Có một mình tôi quay à, ăn tiền mất tiêu à. Không kêu vậy mà nhậu thấy ngủ cho tao nghỉ ngơi chứ. Mắc cửa quá kêu về thấy đồ thay gì lấy đồ thay xong rồi ngủ luôn. Thì trong thời gian đợi tao mình nằm ngủ xíu không được hay gì? Ngủ mà ngủ rồi, luôn. Lên bia đi chạy. Nè bia nè. Nè mọi người, đưa mọi người. Gì vậy? Nguyên lên rồi. Bình kỹ nha mọi người. Nồi sẵn nha mọi người. Dạ. Wow. Sao có mẹ. Bất ngờ quá. Điếc quá đi. Nãy ôi múc cho mình một chén cháo được không? Đói quá. Dạ, khô chứ thấy rồi. Trời ơi. Múc to đây, ăn to đây. Múc cũng được. Đi đâu cũng gặp con hết vậy. Đúng hả? Uống thấy thấy nhiều vậy? Thấy. Từng miếng đi rồi. À, con cá của mình để đây em lại nướng cá nha, coi mấy con cá kìa. Quan lần nó lậm lên cá đen dữ lắm rồi, thành than luôn rồi. Trả lại một lần nữa lậm. Lên bia, lên bia. Lấy này cào cào nó cho nó ra cục than. Cũng cần. Dạ mời mọi người ăn cục than nha, cục than nướng. Ủa tiền nguyên lắm cô tiền. Thôi cái này chưa lạnh con để trong đi. Cái này mắc con cái gỡ cái da ra nó thằng da sợ. Ờ vậy thôi lọt luôn, gỡ luôn đi. Có đồ. Mở ra giá gỡ dính tay này kia. Mình tự đi đi răng lưới nha mọi người. Cái lưới mạnh giờ chắc dính nữa rồi á. Thôi, tưởng mẹ tổng fan xe bò á. Trời ơi. Lột cái lan dữ vậy trời. Trời, con mới ăn cái chi. Chú Duyên cái gì mình ăn cái mình quay cái mình gửi vô Duyên. Tỷ nó ăn ăn dữ vậy trời. Nó ăn chửi qua chửi không dữ. Ăn con miếng chửi đậu cỏ hả tiền. Duyên dữ không chửi. Vô bia. Đó, giờ vậy là không ăn không ngon hơn phải. Phải đi đi. Vô. Không, cái thì tới ra mày chạy ăn nó dễ hơn. Rồi mời mọi người uống miếng bia nha mọi người. Mình quay chút đỉnh thôi chứ tại bữa nay cái vlog của mình nó khá là dài á. Mình dự trù cho tháng tiếng mà. Đỉnh chưa quay tiếng giờ tới đỉnh dữ chưa. Ý nói là vlog này sẵn 1 tiếng rồi. Rồi. Gió cũng ghê anh. Uống cái cây. Ôi vậy là ngon ngon rồi, xịn rồi. Vậy sao mà đứng cái mỏ. Mang cái mỏ rồi chị mời mọi người nha mọi người. Bữa nay là ở đây ngày thứ hai mọi người. Bóp này vô đi. Ngày mai nữa mình về. Bóp này vô nướng. Ăn thử cái nó mát. Quá đã mọi người. Uống hả? Hả? Em miếng cá anh Trần. Hả? Em miếng cá mời mọi người nha. Cái đó xương không ạ? À? Phải lừa nó mới được, chỗ nào cũng quất cái một á. Lừa, ăn phải lừa miếng. Quất cái một đi. Cái xương này mềm xèo à. Mềm dữ không? Mọi người miếng cá cá nướng nha mọi người. Rồi mình rót mình uống luôn. Ngon quá mọi người, mà hơi xương. Cái bụng hơi xương. Mới bán
bạn tức nào có dám tự lo đó mẹ sao? Bạn lo thôi một hạt bạch thôi. Hơi ngon. Mình mới lượm được con cò nè mọi người. Mới bắn được con cò. Ghê không? Con chim với cò gì? Đi được rồi. Cá 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 em nhảy xuống bơi đi, đấy nhanh hơn. Mấy cặn mấy cặn bơi lẹ bơi luôn. Nhanh đi. Đi. Đúng rồi, phải quay cố bay rồi, cố bay rồi. Mà nó đi hết nổi rồi. Đâu rồi? Đi thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn, lũi trọng á, đi thẳng luôn. Em bảo đi dữ lắm. Thẳng luôn bên tay phải anh á. Ủa, mấy nữa đó. Nó chạy được đó, nó đó, nó mới lên đó đó. Thấy chưa, la lên cái. Vậy nó mới vui. Dạ thiệt. Chữa thì về nó mới vui. Đò này thôi đi luôn. Không phải cò. Má nó mổ mày ơi. Anh mổ quá vậy. Anh nhổ lông đó đúng không? Ê đi ra nó cũng dạng ghê luôn á. Chưa tao tao tao. Nè mày để đâu mổ ơi. Đợi gì vậy mấy cha? Đây nè, đây nè. Đứt giò, đứt cắn lum la. Anh mổ đầu luôn. Chui, nó chạy quá không? Ở trong ta đặt cái chuồng hà luôn. Ừ, dính mọi người. Con này đâu phải con cò á. Anh ấy đi, cái giò nó đi đó. Anh cho nó định giải nữa. Tao làm gì giờ, tao làm gì cho nó không giải. Anh hiểu với em chứ, em quay chỗ khác. Cầm cái mỏ đi, tao leo lên cái đi, tao tính. Trời ơi, bự lắm mọi người. Con này con cò mà, cò. Cò đó mà cò á. Sao có gì kỳ vậy? Mình cũng biết con gì vậy. Sao tôi lên? Chụp hình lên của bộ ra, con gì vậy? Rớt đạn lum luôn. Rồi đi. Bấm. Anh em cầm đi, anh giữ miệng mày. Wow, một bé 10. Bé này bự hơn bé hồi nãy, bé này còn ma. Cái này cò. Cò kỳ vậy? Anh cầm coi, anh đưa thử coi dài, dài tới đâu. Sao dám buông mỏ ra mà dài. Quá dữ quá, dữ quá, dữ mọi người. Nó mổ rồi. Cái này bạn quá ha. Mẹ ơi, có cái đường cây rồi. Đẩy ra ngoài đây nè. Ui da. Anh em buông cái mổ ra đi mổ. Nó mổ rồi, nãy tôi chụp nó mổ rồi. Đi nãy giờ thấy được một con. Dũng liền. Em. Rồi gãy cánh. Cái này hình như không bay được, nó vừa xong nó mổ đi. Ui, con này bạn cũng lộn. Này bạn. Quá đã mọi người. Rồi. Nó dậy cái giật, nó dậy. Giải quyết, anh giải quyết đi để nó bay à. Bay rất vậy. Bay. Hết bay được rồi. Hôm nay thì tụi mình vô tham quan cái chùa ở dưới đây nha mọi người. Tối hôm bữa trước mình có đi rồi, còn chưa đi buổi sáng. Sáng nào đi cái chùa khác nha mọi người. Rồi, trong đó có tượng Phật nằm. Bên kia có đang thể hội thao mọi người. Hình như
như ban ngày thì ở đây người ta chơi mấy cái trò chơi dân gian này kia mọi người, hoặc là thể thao này kia đó. Như mọi người thấy đây, cái này không biết chơi gì ta mà dân cái chuồng. Còn ngoài đây như đang chơi đánh banh. Đúng rồi. Nghỉ trưa rồi nha mọi người, bắt đầu từ giờ chiều á. Nãy giờ thì cứ đi vòng thì nói là đầu giờ chiều ta sẽ chơi nữa. Mà không biết chơi cái gì nữa mọi người. Hết chiều ta chơi trò chơi này kia quá. Giờ mua nước mía uống nè mọi người. Đây người ta bán bò viên. Con sân khấu ca nhạc nữa. Thì đó, giờ nó đi chọi mà. Bên đây nè, cần bên kia. Bảnh đi. Đi bên đây trước. Anh cần có thuốc của anh nè. Đó, đó. Đây. Cà bụng. Để có thuốc nhà đi. Mày nghĩ đi mà anh hút thuốc được không? Hút hút bột á. Đi theo đi. Giờ mình đi trọi bột nha mọi người. Đi qua đây mà. Cái gì? Tao chưa có bột luôn. Chị Thảo đi theo kìa anh Cần ơi. Chị Thảo rồi đi theo kìa. Kêu Hiếu đưa Hiếu rồi cầm. Hiếu. Không, là đưa đi cầm chia đó mẹ. Chia không biết. Em đang chim. Cầm một đi Hiếu. Vậy. Cầm một cái đồ ốc kìa. Nè. Gỡ nó sẵn đi. Trời ơi, một phút luôn. Rồi, gỡ sẵn này được. Má để mày kia đứt trội. Hello các bạn nha. Trời. Trời. Ê, anh có người đó em vô đây nè. Đây là bữa nay này. Lúc mà lúc mà chưa lái thì mấy người. Ê. Chào anh em. Ui, tôi tiêu gì hết luôn anh em. Đứng em đi, đứng em đi. Đứng em đi. Để bấm lại lại rồi tăng cơm cái. Chưa lại nha. Đó. Ờ, tao bay trội. Cái gì vậy? Đông quá. Đông quá hả? Ôi đất sảnh mà. À lễ hội ở dưới nha mọi người. À Tết ở dưới Sóc Trăng. Ê cái dưới nè, cái dưới nè. Nè. Đi đãi gì đó mọi người. Đang dưới nè. Vậy. Cái gì vậy em ơi. Giờ mình đi bắt đầu đi qua chùa nha mọi người. Cô cầm cái này đi. Nè, cái bịch này nè. Bác khỏe quá. Không, không bên. Bác khỏe. Hai phải anh Cần. Anh Cần. Anh lấy xe hả? À? Ừ, lấy xe đi. Vậy vô chắc cú. Hãy vô bắt chói à, đồ á. Đừng tin măng ly á. Nhờ mình đi xe ô tô cho nó chắc cú mọi người. Đâu mẹ. Anh đi mà cũng chút chút chứ.
đi ô tô đi chắc cú. Em lên. Chị thả em lên nữa. Ừ. Đó nè. Ờ tôi lên tôi bên cái này đi. Hai em lên đây thôi. Gỡ ra anh cận. Mở cửa mở cửa. Nắng quá. Tôi. Vậy cho chắc cứu rồi mọi ơi. Mẹ cũng chưa chắc đâu à. Đó, vậy có lý nè.
người, thì bây giờ mình sẽ lên xe đi về Tiền Giang nha mọi người. Đó, thì hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Chào mọi người nha. Bye mọi người.